Hồ thủy điện Đắc Bia 4 nằm trên địa phận huyện Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, lượng nước trong hồ hơn 152 triệu mét khối, nhiều hơn dung tích nước tích trữ cho mùa cạn là 28 triệu mét khối. Lượng nước này cao hơn mức trung bình cùng kỳ các năm trước. Theo đại nào thủy điện này, dù lượng nước dồi dào, nhưng chủ hồ cần điều tiết về hạ du sông Vu Gia và Thu Bồn một cách tiết kiệm để đảm bảo đủ nước cung ứng cho Quảng Nam và Đà Nẵng 5 tháng tới. Từ đầu năm 2024 đến giờ, thì do cái việc mà cái mực nước hạ du thấp thì Đắc Mi cũng đã xả liên tục về hạ du, đảm bảo theo đúng quy định. Xả theo cái lưu lượng lớn nhất 25 mét khối giây từ 21 giờ đêm hôm trước đến 9 giờ sáng hôm sau. Hiện nay, dung tích hữu ích các hồ thủy điện lớn ở miền Trung đều cao hơn dung tích yêu cầu tối đa mùa cạn. Điều này cũng đồng nghĩa các đơn vị vận hành thủy điện không lo thiếu nước như mọi năm. Theo kế hoạch sử dụng nước được các hồ thủy điện và các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng phê duyệt, lượng nước này phải đủ để cung cấp chống hạn ở hạ du. Ngoài nhiệm vụ phát điện, đảm bảo an ninh nguồn nước cho hàng triệu người dân phải được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi vẫn luôn luôn là ưu tiên cho cái việc cấp nước hạ du đảm bảo an toàn và đồng thời có dự trữ đến cuối mùa khô, cho dù là cái hiện tượng El Nino có đến và mưa có giảm trên lưu vực thì trong mùa khô thì chúng tôi vẫn có khả năng là đảm bảo được nguồn nước ổn định cho hạ du. Các hồ thủy điện là vận hành tương đối là linh hoạt và cố gắng giữ mực nước cao nhất có thể trong cái đến cái tháng 4 năm 2024 này để phục vụ cho việc cung cấp điện cũng như là nước cho sản xuất, nước cho sinh hoạt. Theo dự báo, thời gian đến, miền Trung và Tây Nguyên sẽ đối mặt với tình trạng nắng hạn rất khốc liệt. Vì vậy, ngoài sự chủ động của các hồ thủy điện, Trung tâm Điều độ Điện Quốc gia huy động các hồ thủy điện miền Trung phát điện hợp lý để đủ lượng nước dự trữ cho cả mùa khô. Chính quyền các địa phương và các đơn vị quản lý vận hành hồ chứa phải theo nguyên tắc ưu tiên cân đối nguồn nước cấp cho hạ du trong thời gian còn lại mùa cạn, tránh tình trạng mới đầu năm nhà máy nước Cầu Đỏ thiếu nước thô, dẫn đến người dân Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt.